À, chào anh Đỉnh Đỉnh ơi. Dạ, em mến chào anh Quốc, mến chào kênh LTK, mến chào toàn thể bà con gần xa mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em có về một số miền quê Tàn và Phoi nghe bà con. Mong bà con xem và ủng hộ. Em tên Đỉnh ở cái sách Sóc Trăng. Số điện thoại em là 0327272552 nha bà con. Mong bà con xem clip và ủng hộ. Đầu tiên là cây thứ nhất là cây số 1, miền quê Tàn. Lá nhỏ nha bà con, cây rất đẹp. Rồi vô mấy anh dịnh dịnh xe giùm em vòng vòng vậy nè, hai người đứng hai bên cái kéo cái cây nó quay từ từ vậy đó. Ừ đó, xây xây ừ. À, đó người ta đứng một chỗ thôi, đứng một chỗ xây cái cây á, phải không nè, đứng một chỗ cái nắm cái nhánh bên kia, nắm cái nhánh bên này, nắm cái nhánh vậy đó. Ừ. Rồi trời ơi, đứng cái cây lên vậy nè. Dạ, quá. Rồi, hay vậy được anh Đỉnh. Rồi, chiều cao lên đó. Chiều cao là 2m2 nha bà con. Tán ngang là 2m. Hơn 2m nhưng mình báo 2m. À, cây này do anh khách đi công tác nên không có đặt cây, chốt cây nhưng mà không có, em không có ship được. Lá nhỏ luôn ha. Dạ, lá nhỏ luôn, siêu phẩm. À, đa hoành luôn thì dạ. Đế rất đẹp. Cây này cắt bonsai là ok luôn nha bà con. Rồi ngay vị trí eo này là 59. Dạ. Rồi cây này có giá là 6 triệu 9 nha bà con. À, mình xây vòng đế. Đế là cực kỳ luôn. Đế tự nhiên không có bư móc gì, còn cỏ luôn đó nha bà con. Em chỉ ấy xì dừa lên giữ ẩm thôi. Rồi. Đó. Rồi. Rồi, người nghiêng qua người lấy cây đó, lấy nó qua rồi bật nè. Rồi tiếp theo là cây số. Rồi cây này giá nhiêu luôn anh ơi? Dạ cây đó 6 triệu 9 anh. Bao ship sao luôn anh? Cây này là ra Bắc là em không có bao ship nha. Em bao ship 300 km. Thì ra Bắc thì anh em phí ship anh em chịu. Tại vì cây này quá lớn em bán giá hữu nghị nha bà con. Xa hơn thì mình thương lượng ha. Dạ dạ, xa hơn mình thương lượng giá. Rồi. Dạ rồi. Đâu rồi, lại đây tiếp hết trơn mấy anh em ơi. Lại tiếp ra trời đủ mấy, lấy cái lục cây chứ ra phải không? Rồi. Lấy cái chừng dưới. Tiếp theo là cây số 2 là cây phôi. Đủ mẹ lỡ đi không cái này. Rồi vô cái khác phải không? Cây thấp kìa, cây thấp. Để đi vô cái này nè. Rồi tiếp theo là cây số 2 là cây phôi nha bà con. Đó. Cây này trước là anh em này là clip C, cây số 5 á, trước á, giờ là thì đổi là clip A nha bà con. Cây này cây cũ em quay lại. Đó. Có cây mai luôn. Cây này trước là 4 triệu 8 nè bà con. Đó, nhưng mà hôm nay em bán em thu hồi vốn luôn nha. Em bán ngay vị trí này ngay có tặng gốc mai luôn nha bà con, 52. Gốc mai xù luôn. Ở đây cây mai nhỏ luôn, hai ba cây mai nhỏ luôn. Mua này mua một mà được ba luôn bà con. Rồi, hoành thân là 50. Rồi, xây dòng đế. Đế là cực khủng, đế tự nhiên nha bà con. Không bư móc gì hết. Còn cỏ còn đồ luôn, bứng chân giường sao là để yên nguyên vậy. Rồi, giá luôn nữa. Cái này có giá là 3 triệu 2 nha bà con. Cây số 2 của clip đặt lại clip A lại đi ha. Dạ. Rồi. Số 2, giá 3 triệu 2. Rồi, đã cây luôn. Rồi, khiên xuống, khiên xuống. Rồi, khiên này lên đâu hết trơn rồi. Trời ơi, đây nè ông nội ơi. Lên. Để nghe nha. Nghe nữa, có bệnh chút. Rồi. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 này rất là đẹp nha bà con. Này cỏ nó bò lên luôn. Cỏ tự nhiên này nha. Đó. Để gì thấy nó đẹp vậy em để luôn. Đó. Này thích ngoài chút. Đâu hồi mình dời cây đó, dời cái bàn quay lại đó. Rồi.
cao tới vị trí rễ nữa thôi nha bà con. 59 bà con ơi, cao 59, ngay đây là 59 nha. Dạ, quành không đi em. Quành bây giờ đo hai vị trí đi, quành ngay đây ha. Quành ngay đây là 50 nha bà con. Dạ, xếp xuống dưới chút thôi. Xuống dưới là nó dính vô cái nhánh này nha, dính vô cái nhánh này đó, nãy trên nhánh đó. Ủa sao dữ vậy, sao nó bay hoài vậy. Đây là 59-60 lần nha bà con. Rồi rồi mình đọc mình quay vòng để rồi bán rồi. Giá luôn anh. Cây này có giá là 4,2 triệu nha bà con. Cây số 3. Mày lên thôi chú. Bậy rồi, tao ginh qua bên này nè, ginh bên đó. Đó rồi chim cái đó, chim vô cây đó đó. Làm liền sẵn như là có người ta làm. À. Tiếp theo là cây số 4. Ê, nguyên quả đó. Để cái này nè. Ê. Đừng lá. Cây số 4 này đàn đa nha bà con, cắt đẹp nghe, có cốt chủ rồi luôn nha bà con. Do gấp quá em không có làm kịp. Thì bứng cái vườn kia nhiều lắm. Rồi. Cao là 86 nha bà con. Hào cái ngang cái này ha. Rồi đây là 69. Cây rất đẹp. Tược đồ ngon lành luôn bà con. Cắt là rất đẹp luôn. Hoành luôn đỉnh. Dạ, hoành luôn. Hoành luôn ha. Hoành là cái này 62 mà em báo 61 nha bà con, thẳng dạ. Dây luôn nha. Củ đế liền thừ. Chỉ cắt nó cỏ này ra là nó mọc cỏ lên. Cho bật qua này cho nó. Củ đế. Rồi cái này bà con về cắt lại chơi bonsai cũng được, mà để tàn gì chơi cũng được. Em bán giá là 4 triệu chẳng nha bà con. Dạ. Rồi. Xuống luôn. Dạ, tới cây số 5 ha. Rồi vậy đó, rồi hai người đứng hai bên xây vậy luôn. Ngồi đó luôn, ngồi dưới vịnh dưới luôn hai người trên. Rồi. Tiếp theo là cây số 5. Đó. Cây số 5 cũng là một cây tàn. Đó. Tàn khủng nha bà con. Rồi được rồi. Cao là một thước dây. Mét rưỡi. Tán ngang cũng mét rưỡi bà con, hơn mét rưỡi nhưng mà em báo mét rưỡi luôn. Đó. Đế thì khỏi chê. Đế là kinh khủng luôn á. Tại em để em giữ ẩm nó lên. Đó, rễ nó mọc rễ cám ra luôn, quá đẹp. Dạ, mình đo luôn đi. Cho cái này là của ông chú ở Đồng Nai. Bán ship cho chú rồi nhưng mà chú không có thời gian để chăm sóc, chú chia lại luôn. Rồi 83. Dạ. Một thân thế ha. Dạ. Thân bên này ha. Năm mươi hai. Rồi mình xây ra xây dầm đó nè, dễ cám nó lên luôn, màu lắm. Cây này cũ đế dữ lắm luôn, chưa có móc đế gì hết, tại vì tiếng gầm để nguyên tàn. Rồi vận chuyển chú xuống ấy, chú đây là chú già chăm sóc không nổi, chú chia lại rồi em lên em cắt rồi em trả về, em bán đi rồi em mua lại luôn nha bà con. Rồi được rồi. Rồi. Nghi quản luôn, nghi cái lấy ra luôn. Khoan đợi anh tí. Rồi giá luôn nữa nè. Cây này có giá là 8 triệu nha bà con. Rồi, cây số 5 giá 8 triệu. Cây số 5 giá 8 triệu. Rồi, tiếp theo là cây số 6. Cái sáu này bonsai rất đẹp nha bà con. Nhỏ nhỏ
Cao là 36 nha bà con. Dạ. Cây này củ đế rất là ok luôn. Bonsai là khỏi chê. Lô cây này đế đẹp đẹp không bà con. Hoành thăng. Hoành thăng ở vị trí này là 60 nha bà con. Dạ. Củ đế thì kinh khủng rồi, không mình khỏi đôi. Cây này có giá là 3,1 triệu nha bà con. À, cây số 6. Dạ, cây số 6, 3,1 triệu. À, đó cây đâu? À, cây số 7. Cây số 7 bên này anh ơi. Dạ, tới cây, cây số 7. Số 7. Cây này cũng củ đế cũng quái nè. Cũng hai thân. Đó, cây số 5 với cây số 7 nó cũng tương tương đồng với nhau á. Ra lấy cặp này thì em ship, nếu miền Nam thì em ship em bớt chút đỉnh nha. Cây này 1m3 cao. Được không anh Quát? Không có đây. Được, được. Ngang 1m5 nha bà con. Chỗ rộng nhất là 1m5. Đó. Bữa nay là bao một bao lên tược rồi, một rồi ngon lành luôn. Hoành luôn. Có bông luôn. Quanh như anh đọc dùm cho bà con. Rồi, 69. Quanh 69 nha bà con. Một thân thôi. Thân đại diện thân nào cũng được ha. Nhiều rồi, 47 luôn ha. 47 nha bà con. Rồi, xây dòng để. Rồi em thông báo giá cây này thì sinh viên luôn, 6,5 triệu luôn bà con ơi. Giá thu hồi vốn. Dạ, ba ship sao luôn anh? À, cây này là em bao ship 300 km thôi nha bà con. Bị dạ. Ra Bắc phí cao quá nên anh em nào ở Bắc thì phụ phí tiếp. Dạ. Dạ. Rồi. Này số 7 phải không? Rồi. À, tới cây số 8. Cây số 8. Số 8 là số 5. Cây số 8 nè bà con. Cây rất đẹp. Đó. Lo được chưa? Dạ. Yeah. 45 bà con ơi. Yeah. Bên đây. Bà con về nhấp cỏ đồ lại giùm em nha. Em để nguyên zin luôn á. Hoành thì nó quá ok rồi. 67. Cây này có giá là 4,4 triệu nha bà con. 4,4 triệu. Dạ. 4,4 triệu. Dạ. Rồi đổi cây. Với cây số 8 giùm em luôn. À, tại cây số 9. Tiếp theo là cây số 9. Đứng xếp bên này nè. Rồi. Cây này quá đẹp bà con ơi, lá nhỏ luôn nha bà con. Cây số 1 với cây số 9 là lá nhỏ. Cốt cành nó giống nhau luôn. Còn cây số 5 với cây số 7 là cũng cốt cành thân đế nó cũng giống nhau. Cặp thì em có thể giá có thể bớt cho bà con nha. Giá này là giá thu hồi vốn, thậm chí em cũng bớt mấy, nếu mà lấy cặp thì cây bớt một vài trăm được. Rồi. Bọc nè, quay qua đây cái nữa đi. Quá chừng bông luôn. Dạ. Trời, chiều cao đi nữa. Bông bít cây luôn á. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 1m3. Rất là sung nha bà con. Đây. Nè, củ đế nè. Là bị gì? Cây này sung là lý do là em không có móc đế thì đế nó lòi tự nhiên. Cỏ ghét rồi em chỉ nhấp thôi.
hôm nay vụt tay quá đó. Dạ. 50 nha bà con. Dạ. Bình thăng 50. Xây dòng đế nè. Tủ đế em bao là khỏi chê luôn. Tại vì em giữ ẩm lên. À, giá luôn à. Được rồi. Dạ cây này có giá là 5 triệu nha bà con. Dạ rồi. Cái cây số 10. Cây số 10 lên chưa? Cây số 10 rồi. Cây số 10 chưa đây nè. Đây nè, còn trời không bỏ lên nè. Đây nè, đây nè. Rồi, rồi tới cây số 10. Cây số 9 đó. Ghi 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 ghi. Rồi tiếp theo là cây số 10. Cây số 10 là cây khủng nha bà con. Này bữa hổm anh em nói không có lá em để là em không có quay. Bây giờ nó lên tật rồi nè. Quá chừng luôn. Này là rất là ok luôn rồi đó. Phôi tàn gì em cũng bao sống bao xếp. Nhưng mà cái cây tàn quá xếp ra bắt em. Chứ rồi em lỗ cũng mấy cây tàn ra bắt nha bà con. Phí ship anh em thương lượng nha. Em bán giá mềm ơi, nó lỗ phí 54. Yeah. Cao. Cây nó thầm lụm biết đỡ đâu. Một cốt đây, nghe, nghe heo đi. Nghe heo đi ha. Đó, gì nha bà con. Để em sẽ trừ heo cho. Rồi 75 bà con ơi. 77 yeah. Báo 75. Cây heo nhỏ nhất nha. Củ đế nó quặn 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 luôn. Bầu tự nhiên nha, không móc đế, không chỉnh sửa nha bà con. Bứng sao về quay bán vị cỏ cây được còn nguyên. Rồi, cây này có giá là 5 triệu rưỡi nha bà con. Quá đẹp. Giá rất là sinh viên. Dạ, rồi, rồi cây. Cây này cũng tập luôn cây. Rồi lên cây này luôn. Giết giết cây đó. Giết cây đó. Lên cây này. Rồi tiếp theo là cây số 11. Rồi. Cây số 11. Cây này củ đế là rất là ok nha bà con. Cây này cây thần không đó. Nên là bao sống nè. Cao là 65. Củ đế ok luôn nha bà con. Cây này đó anh nào kêu chuyến rồi có quay một lần mà anh chốt mà không có cho số điện thoại nên em không có gửi được. 31 vành. Rồi cây này có giá là 800. Cây số số 11 800. Rồi, ra đã cây luôn. Rồi không không cây không á, cây này này này. Tiếp theo là cây số 12. Đó, cũ đế nguyên. Cây số 12 này, cây này có một lần bông luôn rồi đó nha bà con. Rồi, cao là 83. Mình thăng đo trên đây luôn đi. Bán cho nó hấp dẫn chút. 32. 23. Ủa 23 lộn. Rồi, cây này có giá là 600 nha bà con. Rồi, cây này bán khuyến mãi luôn, 600. Bao ship toàn quốc. Rồi chưa? Rồi. Yeah. Rồi xách cái bàn quay lại đằng này luôn. 12 hả? 12. Bấm bấm lại cái bắt. Rồi, bỏ cái đó lên. Ở đây luôn ha. Nè. Cái bự hoa bà tiếp.
Rồi tiếp theo là bấm trên quá. Rồi. Rồi tiếp theo là cây số 13. Cây này củ đế khơi trên quá trình cái củ nha bà con. Rồi cây số 13. Cây này một cốt càng đa nha bà con. Lá chung luôn ha. Dạ lá chung. Lá sắn một chùm mình đó. Dạ. Clip này chỉ có cây số 1 với cây số 9 là lá nhỏ. Rồi. Cao là 78. Dạ. Dạ. Bình thân heo là 55. Yeah. Rồi. Cây này có giá là 3 triệu rưỡi nha bà con. Cây này khủng lắm nha. Củ đế rất lực. Rồi. Yeah. Đổi cây. Xách cái bàn ra đây mọi người kìa. Rồi cái nữa bỏ cây đây này qua đó. Bốn người với nó. Không nổi đâu. Rồi tiếp theo là cây số 14. 14 đế khủng nha bà con. Đó. Cây này quá trời đẹp luôn rồi. Đây qua đây. Thân cũng đẹp mà đế cũng đẹp. Cao là 49 nha bà con. Hay hoành eo 50 nha bà con. Đó. Rồi cây này cũng có giá là 3 triệu 2 luôn bà con ơi. Rồi, đổi luôn. Đây cái này. Cái này. Tiếp theo là cây số 15. Cây số 15 cũng là cây cuối clip nha bà con. Đó. Củ đế chạy bề luôn. Đây vị trí này ha. Ngang cổ rễ là 29 nha bà con. Cây này bonsai rất đẹp luôn. Eo nhỏ nhất luôn. 45. Cây này có giá 3 triệu nha bà con. Quay dòng đá em. Cây cỏ rồi là còn tự nhiên hết. Rồi cây này cũng là cuối clip. Kính chúc sức khỏe bà con mọi miền Tổ quốc an lành và hạnh phúc. Chúc một ngày chủ nhật vui vẻ bên gia đình và người thân. Em mến chào. Chúc kênh là TK một ngày phát triển. Rồi chào đỉnh luôn. Rồi kênh là TK Bonsai. Xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.